Xin chào các bạn đã đến với điểm tin tối ngày 5 tháng 9 tại SNews. Hôm nay ngày 5 tháng 9 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau. MV Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng NTP bất ngờ bị anti-fan Hàn tấn công. Các sao Việt háo hức đưa con đi dự lễ khai giảng đặc biệt. Biên tập viên Mai Ngọc tái hiện hình ảnh người dẫn chương trình từ những năm 1970 đến nay và nhiều tin tức khác đáng chú ý trong 24 giờ qua. MV Hãy Trao Cho Anh của nam ca sĩ Sơn Tùng NTP mới đây đã bất ngờ được quan tâm lại tại Hàn Quốc sau hơn một năm kể từ ngày ra mắt, thế nhưng lại bị khán giả Hàn chê bai. Điều này thì đã khiến cho cộng đồng mạng Việt Nam tỏ ra vô cùng bức xúc. Hơn một năm kể từ khi ra mắt, bài hát Hãy Trao Cho Anh bất ngờ được quan tâm trở lại nhưng lại bởi sự tấn công của cộng đồng mạng Hàn Quốc. Phần bình luận bài hát dần xuất hiện các bình luận của người Hàn với nội dung tiêu cực và chê bai V-pop. Sau khi những bình luận của cư dân mạng Hàn tăng lên rõ rệt, những khán giả Việt cũng nhanh chóng vào MV của Sơn Tùng để đáp trả. Sky tích cực đánh giá tốt về MV Hãy Trao Cho Anh cũng như khẳng định vị thế của V-pop. Nhiều netizen Việt cũng bình luận bằng tiếng Hàn để đáp trả lời tiêu cực của Knet. Mặc dù công việc vô cùng bận rộn, thế nhưng sáng ngày hôm nay ngày 5 tháng 9, ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường, nhiều sao Việt vẫn sắp xếp thời gian, tranh thủ đưa con tới tham dự lễ khai giảng đặc biệt năm học 2020-2021. Sáng ngày hôm nay, hàng triệu học sinh trên cả nước đã chính thức bước vào năm học mới. Từng nổi tiếng với bức hình từ trường về nhà sau buổi khai giảng năm 2018, Bi Béo khi đó đã mặc quần áo sộc sạch và gương mặt thẫn thờ. Và sau 2 năm, Bi Béo đã xuất hiện chỉnh tề hơn và có thêm phụ kiện là nón lá trên đầu. Hay cặp vợ chồng diễn viên Đăng Khôi Thủy Anh cũng háo hức chia sẻ hình ảnh đưa Ken đi khai giảng năm học mới. Lễ khai giảng được đảm bảo về sát khuẩn và đeo khẩu trang, không quên chúc con có năm học mới thật tốt. Vợ chồng ca sĩ Tuấn Hưng cũng chia sẻ khoảnh khắc đưa cậu bé Su Hào, con trai đầu, nhập học lớp 1 ở trường Vinschool. Ông bà bố mẹ yêu con nhiều lắm, nhớ ngày nào em mới vào mẫu giáo, nay đã vào lớp 1. Cảm xúc khi đưa con đến lớp thật khó tả, chăm học con nhé, kiến thức rất là quan trọng cho con sau này. Nhân dịp Đài truyền hình Việt Nam VTV tròn 50 tuổi, biên tập viên Mai Ngọc đã tái hiện lại hình ảnh những người dẫn chương trình từ những năm 1970 đến năm 2020 khiến khán giả vô cùng thích thú và yêu mến. Trong video tái hiện lại hình ảnh người dẫn chương trình của VTV qua từng giai đoạn đầu tiên tới ngày hôm nay, biên tập viên Mai Ngọc và ekip không chỉ đầu tư về mặt hình ảnh giống với hình tượng người dẫn chương trình qua mỗi giai đoạn, Mai Ngọc cũng trực tiếp đọc những lời dẫn thời sự qua mỗi năm. Ngay sau khi video lên sóng thời sự, nhiều khán giả đã tỏ ra vô cùng thích thú với đoạn video này. Họ bày tỏ, qua đoạn video, nhiều người có dịp nhớ lại hình tượng, nhạc hiệu và những lời dẫn của chương trình thời sự qua từng năm tháng. Biên tập viên Mai Ngọc cũng chia sẻ rằng, khi video phát lên sóng và được mọi người yêu thích, tôi có cảm giác thấy rất đã, quả thật bất kỳ sự tỉ mỉ, chăm chỉ và cầu toàn nào cũng đưa ta đến nơi ta muốn. Trong bài phỏng vấn với Messi mới đây, anh đã lần đầu lên tiếng vạch trần sự yếu kém của ban lãnh đạo câu lạc bộ Barca, cùng với đó là nói lên sự giả dối của chủ tịch Bartomeu. Leo Messi đã có một buổi phỏng vấn độc quyền với báo Go vào tối ngày hôm qua mùng 4 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Kèm theo tin vui ở lại với câu lạc bộ Barcelona là lời vạch trần những sai lầm hay trò lố của vị chủ tịch Bartomeu trong suốt thời gian vừa qua. Anh cho biết, quyết định ra đi đã được nghĩ đến từ lâu trước mùa giải thất bại vừa rồi, nhưng vị chủ tịch đã không giữ lời khi đã đồng ý cho anh ra đi khi mùa giải năm nay kết thúc, nhưng sau đó lại nói rằng vì anh không nói trước ngày 10 tháng 6 nên không được ra đi nữa. Khi mọi chuyện có thể ra tòa, anh đã phải dừng lại vì đối với anh, đội bóng Barca là tất cả của anh, là cuộc đời anh. Messi cảm thấy tổn thương khi nghe những lời phán xét từ người ngoài và anh cảm thấy mình không đáng bị như vậy, đồng thời khẳng định, dù tôi ra đi hay ở lại, tình yêu của tôi dành cho câu lạc bộ này vẫn là bất di bất dịch và cho biết tôi sẽ ở lại, thái độ, sự tận hiến của tôi sẽ không thay đổi dù tôi rất muốn rời khỏi đội bóng này. Hoàng gia Anh được cho là đã có một ngày vô cùng kinh hoàng khi bất ngờ phát hiện ra một thi thể trong hồ nước ngay trước cung điện của vợ chồng hoàng tử William và công nương Kate. Nằm ở một vị trí cực đắc địa, có thể nhìn ra những công viên đẹp nhất của London, cung điện Kensington mang đến quá nhiều lợi thế dành cho những ai sinh sống ở đó. Tuy nhiên, chốn êm đềm ấy vừa trải qua một câu chuyện kinh hoàng khi cảnh sát phát hiện ra thi thể của một người phụ nữ ngay trong hồ nước trước phía lâu đài. Hiện tại chưa rõ thời điểm tìm ra thi thể, có thành viên nào của Hoàng gia Anh đang ở nhà hay không. Ban đầu, cảnh sát cho biết thi thể ấy chính là của Anne Dalian, cháu gái ruột của nhà thơ từng được phong tước hiệp sĩ. Nhưng sau đó, Daly được tìm thấy vẫn đang sống. Nói cách khác thì thi thể trong hồ nước kia là của một người phụ nữ khác.
các thành viên trong Hoàng gia Anh chưa có bình luận gì về câu chuyện này. Sau đây, hãy cùng với SNews cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19, dự báo thời tiết cũng như giá xăng và giá vàng. Đó là những tin tức có trong điểm tin tối ngày hôm nay, ngày 5 tháng 9. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé.